do Trung tâm Đào tạo Sao Mai Đà Lạt phối hợp với Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh của Trường Đại học Đà Lạt và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Công nghệ Thương mại HDT tổ chức. Với sự phát triển của xã hội hiện nay, một sinh viên tốt nghiệp ra trường, ngoài những kiến thức được học trong trường, thì đòi hỏi phải có đủ tự tin và khẳng định mình trong công việc. Đó là mục đích mà Trung tâm Đào tạo Sao Mai Đà Lạt muốn đem đến cho mỗi bạn sinh viên. Bước qua nhiều cái khó khăn, nhiều cái trăn trở và mình cũng luôn luôn phải khởi nghiệp. Vì vậy nên là chương trình mình phát động cái chương trình khởi nghiệp này cùng với Khoa Quản trị Kinh doanh là mong muốn rằng các em sẽ là nhận biết được cách khởi nghiệp. Qua cái buổi này thì chương trình phát động như vậy thì mình thấy là các bạn cũng rất là phấn khởi, rất là khí thế. Các bạn chắc chưa bao giờ nghe là sinh viên khởi nghiệp đâu. Thì bây giờ ngay cả trên báo đài thì cũng có nói, nhưng các bạn chắc là ít có điều kiện tiếp xúc. Thì hôm nay thì bên mình cũng muốn là mong để các bạn thấy được là phải khởi nghiệp thế nào và tiếp cận nó ở đâu. Chương trình thật sự nóng lên khi đến phần giao lưu giữa các bạn sinh viên với các doanh nghiệp và rất đông sinh viên của Khoa Kinh tế Quản trị Kinh doanh Trường Đại học Đà Lạt tham gia đặt ra những câu hỏi trực tiếp như: ngoài ý tưởng nhân lực thì yếu tố cần nhất đó là nguồn vốn nên phải được giải quyết như thế nào? Hay sinh viên khi ra trường muốn xin vào một công ty làm việc phải chuẩn bị cho mình những gì ngoài kiến thức, vân vân. Có thể nói đây chính là một diễn đàn cho sinh viên thỏa sức đặt câu hỏi và tìm hiểu kinh nghiệm từ các nhà doanh nghiệp. Đối với cái cuộc trao đổi này thì thực sự là rất là cần thiết cho tụi em, và là chúng em là có thể là từ cái thực tế mà các doanh nghiệp đang hoạt động thì tụi em có thể là rút ra được những cái kiến thức và những cái gì mà tụi em học hỏi được để sau này là rất là quan trọng cho là cái công việc của tụi em sau này ạ. Những cái ý tưởng về việc kinh doanh, việc xây dựng một doanh nghiệp cho riêng mình là một điều rất là gọi là nuôi nấng trong lòng. Và thông qua cái chương trình này, thông qua sự gặp gỡ đối với các cái doanh nghiệp và đối với các thầy, thì những cái kinh nghiệm khi mà bước đầu thành lập cái doanh nghiệp của mình được các thầy truyền đạt lại sẽ giúp cho sinh viên bọn em có những cái có thể là sau này khi mà đứng ra mình thành lập cái doanh nghiệp của mình có thể khắc phục được những cái khó khăn bước đầu đó. Cũng trong buổi giao lưu này, Trung tâm Thông tin Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao và báo Diễn đàn Doanh nghiệp cũng phát động cuộc thi chương trình sinh viên khởi nghiệp năm 2008. Đây là lần thứ 6 chương trình được khởi động. Mỗi sinh viên tham gia dự thi viết đề án khởi nghiệp trên nhiều lĩnh vực như dạy nghề, dịch vụ tư vấn, tài chính, thương mại, bảo vệ sức khỏe, vân vân. Chương trình kéo dài đến tháng 9 năm 2008 và chung kết trao giải cuộc thi dự kiến vào trung tuần tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh với nhiều giải thưởng, trong đó giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng. Các dự án đoạt giải sẽ được bảo trợ vốn để thực hiện. Đây là cơ hội để những ý tưởng của sinh viên được thể hiện và cũng là cơ hội để các bạn thử sức mình trên con đường khởi nghiệp. Trước khi chuyển sang phần thông tin bốn phương,